Ở tập 1 series nâng cấp Task Response, mình đã bàn về cách dùng thời gian planning 5 phút trước khi mình viết, mình phân tích cái đề. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về cái sự lan man mà nó dẫn đến mất điểm oan. Đây là cái mình chiếu bao voi bạn xem cái sự lan man mà dẫn đến lạc đề ha. Thì đó, các bạn thấy mình có cái topic là du lịch quốc tế tạo ra căng thẳng nhiều hơn là sự thấu hiểu giữa các người đến từ các nền văn hóa khác nhau. Bạn đồng ý, bạn không đồng tình? Thì đây là một cái trích đoạn trong thân bài mình đã chọn lọc ra để các bạn đọc rồi pause màn hình xem có chỗ nào mình lan man hay không. Rồi, thời gian pause bắt đầu. Thì nếu các bạn nhìn vào cái luận điểm đầu tiên, thì các bạn thấy sau cái chữ firstly á, tác giả đang tập trung vào eradicating cultural prejudices, tức là xóa bỏ các cái định kiến văn hóa. Thì sau đó tác giả lại triển khai đại khái là du lịch đến nước khác, thì mình sẽ tiếp xúc với những cái nền văn hóa khác nhau. Và đến cái chỗ này á, thay vì mình nói tiếp là cái chuyện là cái việc tiếp xúc nhiều á, nó sẽ làm cho người ta mở mang tầm mắt và gạt bỏ hiềm khích, để mình link lại với lại cái ý phía trên đó mấy bạn, cái ý màu tím á. Nhưng không, tác giả làm cái cú cua gấp ha, nó coi như là nó qua là cái điều này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch, trong khi mình còn không có bàn gì về cái chuyện kinh tế cả. Rồi cái thế là bỏ luôn second lì ha. Thì nếu như mà muốn coi như là giải thích là tourism, coi như là được ngành này nó được boost lên, là nó được tăng trưởng gì, thì cũng phải tìm cách để mà lái nó về cái ý chính của mình ha, là xóa bỏ hiềm khích. Nhưng không, đây thì chỗ này là các bạn xóa cái câu màu đỏ đi, rồi các bạn viết lại cái kiểu kiểu mà cái câu màu xanh phía dưới á, xanh đậm á, ở dưới nó có nghĩa là điều này, cái điều mà có thể là thay đổi hay các cái định kiến của họ về các cái tập quán vân vân. Thế thì mới liên quan chặt chẽ với luận điểm của mình phía trên. Ok, thì mình qua một cái topic khác nha mọi người. Lần này là cũng làm cho các bạn thực hành ha, nó sẽ hơi tốt hơn cho cá nhân và xã hội nếu như là xe tự hành. Xe tự hành là gì? Là xe tự lái ha, được dùng rộng rãi. Bạn đồng tình hay không đồng ý? Nói thêm một lần nữa ha, mình lại cho các bạn 3 giây để pause màn hình lại và phát hiện lỗi ha. 3 giây pause đầu. Thế thì các bạn thấy là cái luận điểm của mình á là xe tự hành ha, nó đem lại lợi ích kinh tế cho xã hội. Và khi mình khai triển ra thì xe tự hành nó tự đón đưa khách rồi các kiểu rất là tuyệt vời. Rồi mình share được, tức là mình chia sẻ xe này kia thì nó sẽ có được cái danh tiếng trên thị trường, thì cái điều này nó sẽ gọi coi như là lý ra nên dừng lại ha, ở cúc màu xanh, có nghĩa là which can significantly reduce maintenance costs, tức là có thể giảm được cái chi phí bảo dưỡng với bạn. Nhưng không, giả tham ý, người ta viết thêm là bảo vệ môi trường nghe rất là kinh khủng, nghe rất là hay, nhưng mà nó không hề làm rõ được cái sự liên kết với cái luận điểm chính. Cái luận điểm chính mới là lợi ích về kinh tế, đúng không? Nó không hề làm rõ bảo vệ môi trường thì liên quan gì đến kinh tế. Chẳng hạn mình phải làm rõ là môi trường sạch thì đem lại lợi ích kinh tế, thì mình kinh doanh gì đó được ha, nó tốt, hay là nó tốt hơn cái xe khác thì có thể người ta sẽ mua xe điện, xe tự lái nhiều hơn, thì sẽ coi như là có lợi ích gì đó cho xã hội, phải làm được rõ vấn đề đó ha. Nhưng không, đấy thì thực tế tác giả viết luôn second chứ không liên quan, không quan tâm gì đến cái việc phát triển cái ý màu đỏ ha. Rồi, có một cái trường hợp khác nó cũng khá là phổ biến, đó chính là ở cái ví dụ 3 này. Mình lấy là cái đề cũ thôi, vẫn là cái đề mà du lịch là tạo ra căng thẳng thôi. Thì cái trường hợp này là khi mà cái kết bài nó có cái sự tham ý, hay hoặc cái sự mà mở bài nó chưa lên được cái plan kỹ. Các bạn thấy là mở bài thì tác giả là tính rằng du lịch quốc tế sẽ đóng góp vào sự phát triển và sự hiểu biết của nhân loại. Hiểu biết nhân loại hả? Vậy thôi. Hiểu biết liên văn hóa. Sorry với bạn. Nhưng mà qua cái kết bài á, thì nó dạy thêm vào cái ý là cái ngành này nó gây sức ép lớn lên nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nghe rất là vĩ mô, nhưng mà cái mà mình highlight màu đỏ đó là nó không thật sự nằm trên cái mở bài. Thì cái kết bài mình không có chế lung tung vô, không phải thấy nó trống trống mình bỏ được. Vậy thì hoặc là cái bài này mình plan không kỹ nên là mở bài mình sót mất cái ý, đúng không? Hoặc là kết bài của mình thấy nó trống quá nên tham tham ý viết vô đại luôn cho nó đầy. Thì nên nhớ là cái mở và cái kết nó phải thể hiện được cái quan điểm rõ ràng và nó nhất quán, tức là không có cái sự mà coi như là không kết nối giữa nó với nhau.
thì mình mới đạt được cái điểm task response cao và người chấm mới dễ cho điểm mình ha. Rồi ok, sau mình sẽ phân tích cái chủ điểm khác. Bye.